Nhỏ CEO, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần số 2 của cái 10 từ vựng mà các bạn thường hay phát âm sai. Thì nếu các bạn chưa xem phần 1 thì xem lại phần 1 nhé. Và coi các bạn đúng được bao nhiêu từ cho cái video ngày hôm nay. Let's get started. Hello. Hello. Từ này các bạn sẽ có xu hướng đọc là hello. Thật sự nó có một cách phát âm là hello. Hello, âm e. Hello. Hello, nhưng mà chắc chắn á không phải là hello luôn nha. Nhưng mà các bạn biết tại sao các bạn đọc là hello không? Hello, chào mừng ngày mới với bao điều ước mơ. Xin lỗi Lương Bích Hữu nha. Flirt. Flirt. Nếu các bạn có xem phần 1 thì từ này cái bộ âm của nó giống như cái thằng blood, máu, máu, máu. Flirt, flirt. Asthma. 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 Nó để từ TH cái đó là để đánh lừa các bạn. Nếu các bạn mà biết cách đọc cái thằng TH nó sẽ là như thế này. Asthma. Đánh lừa các bạn thôi, nó không có cái chữ TH đó nhé. Chắc hẳn các bạn sẽ đọc từ này là bass. Không phải, nó đọc là bass. 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 Determine. 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 Bạn quyết định làm một cái gì đó sẽ là determined to do something, right? Determined to. Ví dụ các bạn quyết tâm học tiếng Anh thì đó là determined to study English. Và cái tính từ của nó thêm đi vô determined thì là sự quyết tâm của các bạn. Ví dụ you are determined to study English. Nè, cái từ này mới ghê nè. Từ này á nó có chữ L vô. Và các bạn sẽ tưởng tượng nó đọc là salmon, đúng không? Lúc trước mình cũng tưởng tượng như vậy luôn. Tại vì nó có chữ L, ai biết. Nhưng mà nó không có đọc chữ L, nó đọc là salmon. Salmon. Microphone. Microphone. Và các bạn sẽ có xu hướng sai từ này đọc là micro. Tại các bạn thấy chữ Y, tiếng Việt là Y, đúng không? Micro. Thậm chí á, cái từ này viết tắt á, thì nó cũng đọc là mic. Give me a mic. Ví dụ người ta đang nói chuyện thì em nói đưa tao cái micro mày. Give me the mic. Surface. 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 Nó là âm e. Surface. Surface. Chứ không phải là surface. Các bạn thấy chữ face, các bạn đọc là surface, không phải surface. Invitation. Tại vì các bạn sẽ có xu... Tại vì các bạn thấy đó là chữ invite. Và các bạn có xu hướng đọc là invitation, nhưng mà không phải, từ này đọc là invitation. 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 Từ số 10 cũng là từ cuối cùng, đó là từ meter. Meter. Không phải là meter hay là meter. Từ từ các bạn sẽ đọc meter đúng không? Tại nó là km gì đó. Meter. Meter. Ok, không biết các bạn đúng được bao nhiêu từ, nhưng mà mình đúng hết 10 từ luôn nhá. Thì các bạn sẽ comment ở bên dưới các bạn đúng được bao nhiêu từ. Và các bạn sai từ nào các bạn sẽ ghi ở dưới. Để các bạn nhớ được cái từ nào các bạn sai và lần sau các bạn sẽ đọc đúng. Và hy vọng video này giúp được cho các bạn, hãy share cho mọi người cùng coi nhá. Ai ở trên YouTube thì nhớ subscribe cho kênh của thầy. Ok, see you next time.